Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang quay trở lại với gia đình của em Thái Thị Giang ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiếp tục có những sự động viên cùng với gia đình của em Giang bằng những cái tấm lòng hảo tâm của các quý vị là những mạnh thường quân ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Trong những ngày vừa qua đã có những sự chia sẻ, có những sự quan tâm và động viên cùng với gia đình của em Giang ạ. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì đi cùng với Khánh ra đây đấy thì có thêm thầy Nguyễn Việt Hùng. Vâng ạ, thầy Nguyễn Việt Hùng là một người đang hoạt động đã hoạt động trong ngành giáo dục, là hiệu trưởng của một cái trường trường trung học phổ thông ở tỉnh Nghệ An đây. Mặc dù là bây giờ đã về hưu rồi, tuy nhiên thì sau khi mà về hưu đấy, thầy cũng tham gia rất là nhiều trong nhiều cái hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện. Và khi mà biết về cái hoàn cảnh của gia đình em Thái Thị Giang đấy thì thầy cũng rất là đồng cảm, rất là thương xót cho cái sự mất mát rất lớn và cái sự khó khăn rất là nhiều về tài chính của gia đình em Thái Thị Giang. Và khi mà biết được cái công việc đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng đến cho gia đình của em Thái Thị Giang thông qua cái kênh YouTube của Khánh ấy, thì thầy cũng rất là quan tâm. Và chính vì thế thì ngày hôm nay thầy có đồng hành cùng với Khánh ra đây để cùng đại diện cho các anh chị là những mạnh thường quân sẽ trao những tấm lòng hảo tâm của quý vị đến cho gia đình em Giang ạ. Vâng ạ. Và như những lần trước mà chúng tôi đến đấy thì khi mà mỗi một lần chúng tôi đến đây đấy thì gia đình của em Giang mặc dù là rất là neo người, tuy nhiên thì các anh chị là những người thân trong gia đình cùng với các cô chú là hàng xóm cũng có mặt ở đây để đón nhận những cái tình cảm của cô chú anh chị là những mạnh thường quân đã gửi về để giúp đỡ cho gia đình em Giang. Vâng ạ. Thì ngày hôm nay Khánh xin được phép thay mặt cho các cô chú anh chị sẽ thực hiện một cái nghĩa cử rất là đẹp, rất là cao cả mà các anh chị chúng ta đã toàn quyền trao gửi lại cho Khánh để gửi đến cho gia đình của em Thái Thị Giang. Vâng. Và ngày hôm nay thì trên tay của Khánh đây đó là gần 100 người. Vâng ạ. Gần 100 tấm lòng hảo tâm của các cô chú anh chị trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam. Và đặc biệt đó là rất là nhiều cô chú anh chị ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Anh Quốc và ở Thụy Sĩ, Thụy Điển. Vâng ạ, rất là nhiều các cô chú chúng ta đã có những sự chia sẻ rất là lớn về mặt tình cảm. Và bên cạnh đó thì đây chính là những cái tấm lòng chia sẻ về mặt tài chính để giúp cho em Giang có thể là giảm bớt được cái gánh nặng rất lớn về nợ nần, để giúp cho em có thể có một cái cuộc sống được ổn định hơn. Và một lần nữa thì Khánh cũng xin thay mặt cho gia đình rất là cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cô chú anh chị đã dành đến cho gia đình em Giang. Và cảm ơn tất cả cô chú chúng ta một lần nữa đã đặt một cái niềm tin rất lớn đối với Khánh để cùng với cô chú anh chị chúng ta trao gửi những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở tại Việt Nam. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và đầu tiên trong cái buổi ngày hôm nay thì Khánh xin được thay mặt cho một mạnh thường quân có tên là Phạm Hữu Vĩ. Anh là một người con ở quê hương Nghệ An. Vâng ạ, anh Phạm Hữu Vĩ ở Nghi Lộc, Nghệ An. Và khi mà biết đến cái hoàn cảnh của em Thái Thị Giang đấy thì anh cũng rất là thương xót và có một cái tấm lòng gửi về cho gia đình em Giang là 500.000 đồng. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của anh Phạm Hữu Vĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của anh ấy, em đã được em trao đến tận tay cho gia đình em Giang em nhé. Đây là tấm lòng của anh Vĩ, người quê Nghệ An chúng ta. Rồi, tiếp theo nữa đó là tấm lòng của một người đến từ Đồng Nai quý vị ạ. Đó là chị Nguyễn Thị Nhung. Chị Nguyễn Thị Nhung có gửi về cho gia đình em Giang là 1 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình em. Đó, đây là tấm lòng của chị Nguyễn Thị Nhung em nhé. Nào, ok. Đó. Tiếp theo nữa là một tấm lòng hảo tâm của hai anh chị, anh Minh và chị Hạnh đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng ạ. Thì anh chị có gửi về thông qua Khánh là 2 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn mất mát cùng với gia đình em. Đó, thì đây là tấm lòng của anh Minh và chị Hạnh. Đó, cảm ơn anh Minh và chị Hạnh rất là nhiều. Tiếp theo nữa là một cái tấm lòng hảo tâm đến từ Mỹ. Vâng ạ, chị có tên là Trương Ngọc Diệp và tiếng Mỹ là Diệp Ngọc Trương đấy. Vâng ạ, thì chị Diệp đã gửi về cho Khánh là 500 đô la Mỹ. Vâng, thì đã gửi về cũng được khá là nhiều ngày rồi đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khánh mới sắp xếp được thời gian để trao gửi cái tấm lòng của chị Diệp đến cho gia đình của em Giang. Và cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Diệp rất là nhiều. Cũng một tấm lòng hảo tâm đến từ Mỹ. Tiếp theo đó là chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Vâng ạ, chị Nguyễn Thị Kim Thoa thì có gửi về cho gia đình của em Thái Thị Giang là 100 đô la Mỹ. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của chị Kim Thoa rất là nhiều.
Vâng. Một mạnh thường quân nữa có tên là Đỗ Thị Thu Hằng. Vâng ạ. Chị Thu Hằng thì chưa từng gọi điện thoại cho Khánh, nhưng mà chị em có nói chuyện qua Facebook. Và khi mà Khánh đăng tải lên những cái thông tin nói về hoàn cảnh của gia đình em Thái Thị Giang đấy, ở trên cái trang Facebook của mình, trang cá nhân của mình đấy, thì chị Thu Hằng cũng rất là đồng cảm, rất là thương xót cho cái hoàn cảnh của gia đình em Giang. Và chính vì thế thì chị có gửi về là 500.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em nhé. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Đồng Nai, đó là anh Nguyễn Trung Quang. Vâng ạ, anh Nguyễn Trung Quang, anh có gọi điện tâm sự với Khánh rất là nhiều và anh nói rằng là em cứ vào Đồng Nai cứ gọi là Quang Tèo là ai cũng biết. Vâng, thì đây là tấm lòng hảo tâm của anh Nguyễn Trung Quang ở Đồng Nai, anh có gửi về cho gia đình của em Thái Thị Giang để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình em là 2 triệu đồng. Cảm ơn tấm lòng của anh Trung Quang rất là nhiều ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đó là chị Huỳnh Thị Kim Phượng, có gửi về cho gia đình của em Giang là 500.000 đồng. Vâng, cảm ơn tấm lòng của chị rất là nhiều. Đây là tấm lòng của chị Phượng em nhé. Cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là cô Xuân Lan. Cô có gửi về cho gia đình của em Giang là 500.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn mất mát cùng với gia đình của em Giang. Vâng, cảm ơn tấm lòng của cô Xuân Lan ạ. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì một tấm lòng hảo tâm của một thầy giáo. Vâng ạ, của một thầy mà bây giờ thì thầy đã về hưu rồi. Tuy nhiên thì thầy có một cái tấm lòng bao dung và tình thương yêu với những hoàn cảnh khó khăn rất là lớn, là hiệu trưởng trường trung học phổ thông ở tỉnh Nghệ An đây. Sau khi mà đã về hưu thì thầy có tham gia để làm thiện nguyện rất là nhiều, và đã trong thời gian vừa qua thì đã đồng hành cùng với các cô chú anh chị để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An chúng ta. Và ngày hôm nay thì khi biết đến cái hoàn cảnh của gia đình em Thái Thị Giang đấy thì thầy cũng rất là thương, và ngày hôm nay thì thầy cũng có mặt ở đây cùng với Khánh. Và thầy có gửi đến cho gia đình của em Giang là 1 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Tuy nhiên thì rất là xin lỗi thầy cũng như là xin lỗi quý vị một chút. Khi mà Khánh gửi cái file để cho các bạn đánh máy, các bạn in đấy, thì có sự thiếu sót là các bạn đánh máy ở đây là chỉ có 500.000 đồng thôi. Vâng ạ, tuy nhiên thì ngày hôm nay thì anh cũng xin được chia sẻ với em, đó là cái sự chia cái tấm lòng của thầy gửi về cho gia đình em là 1 triệu đồng em nhé. Rồi, một lần nữa thì rất là cảm ơn cái sự đồng hành của thầy Nguyễn Viết Hùng. Vâng ạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và một tiếp tục đó là một mạnh thường quân nữa. Đây chính là tập thể những thành viên trong công ty cổ phần môi trường cây xanh Diễn Châu. Vâng ạ. Và trong đó cũng có sự hiện diện của thầy Nguyễn Việt Hùng. Vâng, xin thưa quý vị là như vậy. Cũng báo cáo với em là như thế nhé. Thì tập thể cán bộ và nhân viên của công ty môi trường cây xanh Diễn Châu có chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang là 1 triệu đồng. Vâng ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, thì tấm lòng của các anh chị trong công ty cây xanh Diễn Châu em nhé. Tiếp theo nữa là một tấm lòng hảo tâm đến từ Kim Thành, Hải Dương. Chị có tên là Nguyễn Thị Mận. Vâng ạ. Có gửi về để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang là 350.000 đồng. Cảm ơn tấm lòng của chị Mận rất là nhiều. Đây là tấm lòng của chị Mận em nhé. Cũng đến từ Hải Dương, đến từ Chí Linh Hải Dương, thì một mạnh thường quân có tên là Lê Thị Huệ. Vâng, có gửi về chia sẻ cùng với gia đình của em Giang là 300.000 đồng. Cảm ơn tấm lòng của chị Huệ rất là nhiều. Vâng, đây chị Huệ em nhé, đến từ Chí Linh Hải Dương này. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, có tên là Trần Thị Thái. Vâng ạ, thì khi mà biết về cái hoàn cảnh của gia đình em Giang đấy thông qua cái kênh YouTube của Khánh đấy, thì chị Trần Thị Thái cũng rất là đồng cảm, rất là thương, và có gửi về cho em Giang là 1 triệu đồng để mong muốn là cùng với em gánh gác cái nợ rất là lớn cùng với em nhé. Thì đó là tấm lòng của mạnh thường quân có tên là Trần Thị Thái. Và tiếp nữa là một tấm lòng hảo tâm đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng ạ, thì mạnh thường quân này có tên là Đặng Thị Cẩm Nhung, có gửi về là 2 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em. Cảm ơn tấm lòng của chị Nhung rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của chị đã được Khánh trao tận tay cho em Thái Thị Giang em nhé.
Tiếp nữa là một tấm lòng hảo tâm của một mạnh thường quân có tên là Trần Thị Tiên. Vâng ạ. Có gửi về để chia sẻ cùng với gia đình của em Giang là 1 triệu đồng. Thì chị Trần Thị Tiên hay là Trần Thị Tiến gì đấy, thì vì là cái nội dung chuyển khoản là nó không có dấu, cho nên là Khánh nghĩ rằng là Trần Thị Tiên, cho nên là Khánh tạm thời ghi đánh máy ở lên đây là Trần Thị Tiên, quý vị nhé. Thì cô chú anh chị nào có tên là Trần Thị Tiên hay Trần Thị Tiến có gửi về 1 triệu đồng thì ngày hôm nay đã được Khánh trao tận tay cho gia đình em Giang ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mạnh thường quân có tên là Trần Thị Tiến rất là nhiều. Vâng, em nhé. Đây tấm lòng của chị Tiên. Tiếp nữa là một mạnh thường quân có tên là Điệp. Vâng ạ, Dương Thị Điệp, quê gốc là ở Thừa Thiên Huế. Nhưng ngày hôm nay đang sống ở Mỹ và có gửi về cho gia đình em Giang là 4 triệu 600 ngàn đồng bằng tiền Việt Nam. Có nghĩa là tương đương là 200 đô la Mỹ đấy. Và ngày hôm nay thì tấm lòng của mạnh thường quân là chị Dương Thị Điệp đã được Khánh trao gửi đến cho gia đình của em Giang. Cảm ơn tấm lòng của chị Điệp rất là nhiều. Đây em nhé, chị Điệp. Tiếp nữa là một mạnh thường quân có tên là Nguyễn Thị Long. Vâng ạ, chị Long có chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình em là 200 ngàn đồng, và chị cũng có nói rằng là cái tài chính của chị thì cũng chưa có nhiều rời đồng. Tuy nhiên thì của ít lòng nhiều, mình góp gió thành bão. Và ngày hôm nay thì chị cũng mong muốn được một chút nhỏ để chia sẻ cái sự khó khăn để động viên kịp thời cùng với gia đình của em Giang. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của chị Long rất là nhiều. Đấy, chị Long với em nhé. Tiếp nữa là một sự chia sẻ của anh Nguyễn Văn Vinh là 300 ngàn đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của anh Nguyễn Văn Vinh ạ. Đây là sự chia sẻ của anh Vinh em nhé. Tiếp nữa là một tấm lòng của cô Nguyễn Thị Minh cũng là 300 ngàn đồng. Cô Nguyễn Thị Minh, xin cảm ơn tấm lòng của cô Nguyễn Thị Minh ạ. Tiếp nữa là chú Lê Xuân Thảo. Vâng ạ, đó là sự chia sẻ của chú Lê Xuân Thảo đến từ sống ở Vũng Tàu. Chú là quê gốc ở Thanh Hóa. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì đang sống ở Vũng Tàu, và chú có gửi về là 500 ngàn đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Thái Thị Giang. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì tấm lòng của chú Lê Xuân Thảo đã được cháu trao gửi đến cho gia đình của em Giang, và cảm ơn cái sự chia sẻ của chú rất là nhiều. Tiếp nữa là một sự chia sẻ, một tấm lòng hảo tâm của một mạnh thường quân có tên là Trần Kim Liên, có số nhà là 339 khu cầu 10 Hữu Lũng, Lạng Sơn. Có gửi về để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang là 1 triệu đồng. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của mạnh thường quân có tên là Trần Kim Liên rất là nhiều ạ. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đón nhận cái tình cảm của anh Nguyễn Đình Cường ở Biên Hòa, Đồng Nai, có chia sẻ cùng với gia đình của em Giang là 500 ngàn đồng. Cảm ơn tấm lòng của anh Nguyễn Đình Cường rất là nhiều ạ. Đây là sự chia sẻ của anh Nguyễn Đình Cường em nhé. Tiếp nữa là một sự chia sẻ của một mạnh thường quân có một cái tấm lòng mà rất là nhân ái, là một người mà có thể nói là Khánh rất là quý cái đức tính của chị, bởi vì chị là một cái người mà không những ngày hôm nay dành một cái tình cảm để chia sẻ với sự khó khăn của gia đình của em Giang, mà chị đã liên tục trong suốt bao nhiêu năm tháng vừa qua đã dành rất là nhiều cái tình cảm cho những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Và đặc biệt thì hiện nay thì chị đang về Việt Nam, chị sống ở Mỹ, nhưng mà trong mấy ngày gần đây là chị đang về Việt Nam, có thời gian về Việt Nam là được 2 tuần, và chị còn 4 ngày nữa thôi là chị rời Việt Nam để đi sang Mỹ. Chị có tên là chị Tâm, người gốc Huế. Vâng ạ, và trước khi mà chị chia sẻ với gia đình của em Giang 9 triệu 200 ngàn đồng này đấy, thì chị đã có những cái cuộc điện thoại nói chuyện với Khánh rất là nhiều. Và chị có nói rằng là chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra miền Trung, vâng ạ, ra Nghệ An đây để đến để thăm cái hoàn cảnh của gia đình em Giang. Tuy nhiên thì vì là lâu lắm rồi mới về quê và có quá nhiều cái công việc, đồng thời thì chị lại đã có một cái lịch để hỗ trợ cho rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn ở Tây Ninh, vâng ạ, ở miền Tây đấy, ở Tây Ninh đấy, cho nên là chị không có kịp, không có sắp xếp được thời gian để ra chia sẻ cùng khó khăn, để thăm hỏi và chia buồn cùng với gia đình của em Giang. Chính vì thế thì qua Khánh, chị có gửi về cho gia đình em Giang là 9 triệu 200 ngàn đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình em. Thì đây là tấm lòng của chị Tâm,
người Huế và hiện nay thì đang sống ở Mỹ em nhé. Anh gửi nhé. Tiếp theo là một sự chia sẻ của một người đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Chị có tên là Hà Kim Lan, có gửi về thông qua bưu điện 1 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Cảm ơn tấm lòng của chị Hà Kim Lan rất là nhiều. Vâng. Đây tấm lòng của chị Lan em nhé. Tiếp nữa là sự chia sẻ của cô Loan Nguyễn đến từ Mỹ. Cô Loan Nguyễn là một người mà cũng đã đồng hành với Khánh trong suốt thời gian vừa qua. Khi mà những ngày đầu tiên mà Khánh bắt đầu làm cái công tác thiện nguyện, chia sẻ những thông tin về những hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung Việt Nam. Vâng ạ. Và mới đây thôi thì cô cũng đã có những sự đóng góp để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân. Và ngày hôm nay thì khi biết đến cái hoàn cảnh của em Giang đấy, thì cô cũng dành một cái tình cảm là về tinh thần, bên cạnh đó thì về vật chất có cô gửi về là $200 và cảm ơn cái sự chia sẻ của cô Loan rất là nhiều. Vâng ạ. Đây là tấm lòng cô Loan em nhé. Tiếp theo nữa là một mạnh thường quân đến từ Úc, phải đến từ Úc. Chị có tên là Thì Huyền Linh Nguyễn, đó là tiếng nước ngoài. Vâng ạ, tên Úc đấy. Còn tên Việt Nam thì chắc là Nguyễn Thì Huyền Linh. Vâng, thì mạnh thường quân này có gửi về cho Khánh là $315.64. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của chị và tấm lòng của chị ấy đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Giang. Cảm ơn cái sự chia sẻ của chị rất là nhiều. Vâng ạ. Tấm lòng của chị Nguyễn Thị Huyền Linh em nhé. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Anh Quốc. Vâng, đến từ Anh Quốc. Anh có tên là anh Văn Lục Đàm, hay còn gọi là Long Đàm hay là Lục Đàm. Vâng ạ. Anh là hiện nay đang sống ở Anh Quốc và cũng là một cái người mà có một cái tấm lòng rất là bao dung. Cách đây mấy hôm thôi thì anh cũng đã gửi về thông qua Khánh để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Trần Thị Tân, chính là vợ của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân đấy, cũng là một trong 39 người mà bị tử nạn ở Anh Quốc. Và khi mà biết đến cái hoàn cảnh của em Giang có chồng bị mất bên đất nước Anh đấy, trong cái chuyến xe đình mệnh đó đấy, thì anh Lục Đàm anh cũng có gửi về là 2 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em nhé. Đây là tấm lòng của anh Lục Đàm đó. Và tiếp theo nữa là một người đến từ đất nước Mỹ, một mạnh thượng quân có tên là Ái Linh Đặng. Vâng, đó là tiếng Mỹ là Ái Linh Đặng, còn tiếng Việt Nam thì Đặng Ái Linh. Vâng, thì chị có chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang là $200. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì cảm ơn cái sự chia sẻ của quý vị, cảm ơn sự chia sẻ của chị Ái Linh rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cái tấm lòng của chị Ái Linh đã được Khánh trao đến cho gia đình em Giang em nhé. Rồi, tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ đất nước Canada. Chị có tên là Dương Thị Nhanh. Vâng ạ. Chị Dương Thị Nhanh có gửi về cho gia đình của em Giang là $150 Canada. Và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của chị đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Giang em nhé. Ok em. Tiếp nữa là một mạnh thường quân là đến từ quê gốc là ở Nghệ An chúng ta, nhưng hiện nay thì cô đang sống ở Hà Nội. Vâng, cô có tên là cô Quý. Vâng ạ. Cô có gửi về cho Khánh là 2 triệu đồng để nhờ Khánh trao cái tấm lòng của cô giúp đỡ cho gia đình em ra. Cảm ơn tấm lòng của cô Quý rất là nhiều. Mặc dù năm nay cũng đã trên 60 tuổi rồi, tuy nhiên thì cô cũng rất là thường xuyên theo dõi những cái mạnh đời bất hạnh, những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đó là luôn luôn hướng về cái khu vực miền Trung nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Và khi mà biết đến hoàn cảnh của em Thái Thị Giang đấy, thì cô rất là đồng cảm và rất là thương cho cái sự mất mát rất là lớn về tình cảm, cũng như là một gánh nặng rất lớn về tài chính. Cho nên là cô đã có cái sự chia sẻ cùng với gia đình của em là 2 triệu đồng. Cảm ơn tấm lòng của cô Quý rất là nhiều. Và tiếp theo đó là tấm lòng hảo tâm của chị Bùi Thị Ngọc Mai. Có gửi về để chia sẻ cùng với gia đình của em Giang là 500.000 đồng. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của chị Bùi Thị Ngọc Mai rất là nhiều. Đây em nhé. Tiếp nữa là đến từ Lâm Đồng. Vâng ạ, một mạnh thường quân đến từ tỉnh Lâm Đồng. Anh có tên là Đỗ Văn Sơn. Đã có cái sự chia sẻ cùng với gia đình của em Giang là 500.000 đồng. Cảm ơn tấm lòng của anh Đỗ Văn Sơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh.
Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Canada, có tên là Thì Thu Phạm. Vâng ạ, tiếng Việt Nam là Phạm Thị Thu đấy. Vâng, có gửi về để chia sẻ cùng với gia đình của em Giang là 100 đô la Canada. Cảm ơn tấm lòng của chị Thu rất là nhiều. Vâng ạ, vâng, cảm ơn chị. Tiếp theo đó là sự chia sẻ của một mạnh thường quân có tên là Dung Thì Thu Nguyễn. Vâng ạ, ở Mỹ. Và chị có gửi về để chia sẻ cùng với gia đình của em Thái Thị Giang là 200 đô la Mỹ. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng và cái sự chia sẻ của chị Dung rất là nhiều. Vâng, Dung Thì Thu Nguyễn. Vâng, đây, đó là cái sự chia sẻ của mạnh thường quân đến từ Mỹ em nhé. Tiếp nữa là một người, một mạnh thường quân quê gốc Quảng Trị và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc ở đất nước Mỹ. Anh có gửi về để chia sẻ cùng với gia đình của em Giang ấy, là số tiền là 3 triệu 311 ngàn đồng. Và Khánh nhớ không nhầm thì hình như là anh Biên Nguyễn có chuyển về cho Khánh thông qua cái cổng thanh toán PayPal, hình như PayPal thì phải, để Khánh mở xem một chút nha. Đúng rồi. Tiếp theo đó là tấm lòng của anh Biên Nguyễn, đó là tiếng Mỹ và tiếng Việt Nam gọi là Nguyễn Biên ấy. Vâng ạ. Anh Nguyễn Biên có gửi về cho Khánh là 150 đô la. Vâng, 150 đô la. Nhưng mà thông qua cái cổng ví điện tử PayPal. Vâng. Và khi mà chuyển qua ví điện tử PayPal thì Khánh phải convert ra cái tài khoản, ra cái tiền Việt Nam đồng. Vâng, chuyển về ngân hàng Vietcombank đấy. Và khi mà chuyển về ngân hàng Vietcombank thì nó sẽ trừ phí và số tiền sẽ nhận được ở đây đó là tương đương với là 3 triệu 311 ngàn đồng. Và đây chính là tấm lòng của anh Biên Nguyễn, người quê gốc Quảng Trị, hiện nay đang sinh sống ở Mỹ. Và ngày hôm nay thì tấm lòng của anh Biên Nguyễn đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Thái Thị Giang ạ. Và cảm ơn tấm lòng của anh Biên Nguyễn rất là nhiều. Đây là cái sự chia sẻ của anh Biên Nguyễn em nhé. Ok em. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Mỹ có tên là Hương Lô hay là Lô Hương gì đấy. Đấy thì thực ra là các cô chú anh chị chuyển về thôi nhưng mà Khánh lại chưa có được những sự tương tác. Cho nên là về thông tin về những cái mạnh thường quân đấy Khánh cũng chưa được nắm được nhiều. Vâng ạ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cái tấm lòng của cô chú anh chị, cái sự chia sẻ của cô chú đã được Khánh trao trọn vẹn đến cho những hoàn cảnh mà cô chú chúng ta đang thực sự mong muốn giúp đỡ. Vâng ạ. Cảm ơn tấm lòng của cô chú anh chị rất là nhiều. Tiếp theo nữa là một mạnh thường quân có tên là Bùi Thị Thanh Thúy, có gửi về là 300 ngàn đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Và ngày hôm nay thì tấm lòng của chị đã được Khánh trao đến cho gia đình em Giang em nhé. Ok em. Một tấm lòng hảo tâm nữa đến từ Kiến An, thành phố Hải Phòng. Chị có tên là Nguyễn Thị Thuyến. Vâng, chị Nguyễn Thị Thuyến. Chị Nguyễn Thị Thuyến thì gọi là cô Nguyễn Thị Thuyến chứ không phải là chị đâu. Cô Nguyễn Thị Thuyến có gửi về cho Khánh là 1 triệu đồng và nhờ Khánh rằng là gửi đến cho gia đình của em Giang là 500. 500 còn lại là cô muốn là chia sẻ với gia đình của em Trần Thị Tân, muốn là nhờ Khánh mua cho em Tân là một ít sữa bầu. Đấy thì đó là cái sự chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thuyến. Cô nói rằng là của ít lòng nhiều, cô muốn là hoàn cảnh nào cô cũng có những sự chia sẻ. Và ngày hôm nay thì tấm lòng của cô đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Giang ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Ba Đình, Hà Nội. Cô có tên là cô Hậu. Vâng, cô có gửi về là 500 ngàn đồng để chia sẻ cái sự khó khăn mất mát cùng với gia đình của em Giang. Cảm ơn cô Hậu rất là nhiều. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Bắc Ninh. Chị có tên là Phạm Thị Thu, có gửi về là 200 ngàn đồng để chia sẻ cùng với gia đình của em Giang. Vâng ạ, cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Để em nhé. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ đất nước Canada. Cô có tên là Lê Thị Vinh. Cô Lê Thị Vinh thì có gửi về là 850 ngàn đồng, nó tương đương với là 50 đô la Canada đấy, để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Và ngày hôm nay thì cái tấm lòng của cô Lê Thị Vinh đã được cháu trao đến cho gia đình của em Giang rồi. Vâng ạ, cảm ơn cô rất là nhiều.
Tiếp nữa là một mạnh thường quân có tên là Phạm Thị Kim Thu có gửi về để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang là 1 triệu đồng. Vâng ạ, cảm ơn chị Phạm Thị Kim Thu rất là nhiều. Đây, tấm lòng của chị Thu em nhé. Ok em. Tiếp nữa là một mạnh thường quân này thì chuyển tiền cho Khánh nhưng mà chưa có nội dung chuyển khoản. Thôi, cái này thì lúc trưa đấy, trưa ngày hôm nay thì Khánh đã có live stream rồi để hỏi là cái người này là ai rồi. Thì cái này thì Khánh sẽ để tạm để đây, hôm sau Khánh sẽ trao sau vì là chưa biết ai cả. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đón nhận cái tình cảm, gia đình sẽ đón nhận cái tình cảm của anh Phiên. Anh Phiên có chuyển vào cái tài khoản của Khánh là 1 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Ngày hôm nay thì tấm lòng của anh Phiên đã được em trao đến cho em Giang anh nhá. Vâng. Tiếp nữa là một mạnh thường quân, một cháu bé đang rất là trẻ, năm nay mới chỉ đang rất là nhỏ, năm nay mới chỉ học lớp 9 thôi. Cháu là cháu Nguyễn Anh Trường, học lớp 9A ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà theo dõi cái trên YouTube đấy, cái hoàn cảnh của gia đình của em Thái Thị Giang đấy, thì cháu rất là thương. Và mặc dù đang còn đi học chưa kiếm được tiền nhưng cháu có xin tiền của mẹ và nhờ mẹ là chia sẻ gửi về cho em Khánh, cho chú Khánh, để nhờ chú Khánh là trao cái tấm lòng của cháu Nguyễn Anh Trường đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn cái tấm lòng và cái tình cảm của cháu Anh Trường rất là nhiều. Ở đây em nhé, tấm lòng của cháu Nguyễn Anh Trường. Và tiếp nữa là một mạnh thường quân, là một nhà hảo tâm mà đã đồng hành với Khánh trong suốt thời gian vừa qua. Cô cũng là người con của quê hương Hà Tĩnh, cô Nguyễn Thị Sen. Nhưng ngày hôm nay thì cô và cùng với gia đình đã định cư và sinh sống và làm việc ở Gia Lai. Thì đây là một người mà có thể nói rằng là có một cái tấm lòng cũng rất là tuyệt vời. Trong rất là nhiều năm vừa qua, cô đã đồng hành với rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn ở tại Việt Nam chúng ta. Và cũng là một người con được sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, quê hương miền Trung. Cho nên là ngày hôm nay khi mà theo dõi những hoàn cảnh ở miền Trung ấy, khó khăn ấy, thì cô rất là hướng về. Và chính vì thế thì trong suốt thời gian vừa qua thì cô đã đồng hành cùng với Khánh rất là nhiều. Gia đình cô và những người thân của cô, những người bạn của cô đã lắng nghe cái sự kêu gọi của cô và đã có rất là nhiều cái tình cảm từ cái việc là cô kêu gọi để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở tại Việt Nam, tại miền Trung, thông qua Khánh. Và ngày hôm nay thì mới biết được cái hoàn cảnh của em Giang thì cô cũng có gửi về là 2 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Cảm ơn cô Nguyễn Thị Sen đến từ Gia Lai ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đây em nhé. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Thanh Hóa. Chị có tên là Lê Thị Tiên hay Lê Thị Tiến gì đấy. Vâng ạ. Có gửi về là 1 triệu đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Và rất là cảm ơn cái tấm lòng của chị. Và ngày hôm nay thì sự chia sẻ của chị đã được em trao đến cho gia đình của em Giang ạ. Vâng ạ. Em nhé. Rồi, tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị có tên là Nguyễn Thị Thời. Có gửi về là 500.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em. Em nhé. Ở đây là chị Nguyễn Thị Thời. Đó. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị có tên là chị Mỹ Lệ. Vâng ạ. Chị Mỹ Lệ thì có gửi về là 500.000 đồng qua cái ví điện tử Momo cho Khánh. Và nhờ Khánh trao cái sự chia sẻ của chị đến cho gia đình của em Giang ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của chị đã được em trao cho em Giang. Chị nhá. Ok. Em nhá. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Anh có tên là Dương Văn Kính. Anh có gửi về là 200.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Và với cái lời nhắn đó là chia buồn sâu sắc cùng với gia đình em. Và chúc cho em là mạnh khỏe để nuôi dưỡng các con cho thật tốt em nhé. Đây là tấm lòng của anh Dương Văn Kính. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ từ xã Triềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La. Vâng ạ. Đến từ xã Triềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La. Chị có tên là Nguyễn Thị Thúy, có gửi về là 500.000 đồng để chia sẻ sự khó khăn cùng với gia đình của em. Đây là tấm lòng của chị Thúy em nhé. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân có tên là Ngô Thị Miền hay là Ngô Thị Miên gì đấy, hoặc là Ngô Thị Miến đấy, vì là nội dung chuyển khoản không có dấu, có gửi về là 300.000 đồng để chia sẻ sự khó khăn cùng với gia đình của em. Đó. Và ngày hôm nay thì tấm lòng của chị đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Giang em nhé.
Rồi, ok. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ đất nước Mỹ có tên là Linh Nguyễn. Vâng ạ, Linh Nguyễn. Thì mạnh thường quân này có gửi về là 100 đô la Mỹ để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của mạnh thường quân Linh Nguyễn rất là nhiều. Vâng ạ. Tiếp đến là một mạnh thường quân đến từ từ Minnesota. Vâng ạ, từ Minnesota. Mạnh thường quân này thì không tiện nói tên ở đây. Và ngày hôm qua thì cô có gọi điện về cho Khánh. Buổi sáng là cô chuyển tiền thì trong buổi chiều ngày hôm qua là Khánh đã nhận được tiền luôn rồi. Và cô có gửi về là 200 đô la, 250 đô la Mỹ. Đó. Cô có chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em. Đó, thì đây là một mạnh thường quân đến từ Minnesota, đất nước Hoa Kỳ. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của cô đã được cháu Khánh trao đến tận tay cho gia đình của em Giang ạ. Và cảm ơn cô rất là nhiều. Đây em nhé. Tiếp nữa là một mạnh thường quân cũng đến từ Mỹ. Cũng đến từ Mỹ. Trong cái nội dung chuyển khoản đấy thì có tên là Trì Kim Lan. Nhưng mà người chuyển tiền thì có tên là Thanh Phát Lê hay là Lê Thanh Phát gì đấy. Đó, và trong cái tin nhắn chuyển tiền ấy thì có nói với Khánh rằng là Trì Kim Lan. Đó, thì đây là cái sự chia sẻ của Mạnh Thường Quân này. Đó, đến cho gia đình của em 50 đô la Mỹ. Và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của anh Trì đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Giang ạ. Cảm ơn quý anh Trì rất là nhiều. Đây em nhé. Rồi. Tiếp theo nữa là có hai dì đến từ Úc. Vâng ạ, đó là dì 8 và dì 9. Ngày hôm qua thì cũng kịp thời, đó là khi mà biết đến cái hoàn cảnh của gia đình em Giang thông qua cái video mà Khánh chia sẻ trên cái kênh YouTube của mình ấy, thì hai dì đã gọi điện về và cũng có những cái chia sẻ. Và thông qua Khánh cũng muốn gửi đến cái lời chia buồn sâu sắc cùng với gia đình em. Và có gửi về cho gia đình của em Giang là 8 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì tấm lòng của dì 8 và dì 9 đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Giang ạ. Vâng ạ, cảm ơn hai dì rất là nhiều. À, đây em nhé. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Mỹ có tên là Gấm Chiến Nguyễn. Vâng ạ, hay còn gọi là gấm gấm Nguyễn. Vâng. Thì mạnh thường quân này có gửi về là 100 đô la Mỹ để chia sẻ cái sự khó khăn này cùng với gia đình của em nhé. Anh trao nhé. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân giấu tên đến từ một vùng quê, một vùng đất đó là ở Mỹ. Vùng đất này có tên là Oversea. Vâng ạ, đến từ Oversea Mỹ. Có gửi về cho gia đình của em Giang là 20 200 đô la Mỹ. Thì đây là một cái mạnh thường quân giấu tên đến từ Oversea Mỹ. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của anh chị rất là nhiều. Vâng ạ. Đấy, và ngày hôm nay cái sự chia sẻ của anh chị đã được em Khánh trao đến cho gia đình của em Giang. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân cũng đến từ Mỹ. Anh có tên là Lý Nguyễn. Anh có tên là Lý Nguyễn. Thì ngày hôm nay thì anh Lý Nguyễn thì ngoài tài chính, tức là với tài chính thì anh có gửi về là 100 đô la Mỹ để chia sẻ với sự khó khăn của với gia đình của em Giang. Số tiền này muốn góp cùng với em Giang để trả một cái khoản nợ rất là lớn, đến 500 triệu đồng đang phải cầm cắm sổ đỏ ở ngân hàng. Ngoài ra thì anh còn gửi thêm cho Khánh là 50 đô la Mỹ nữa và nhờ Khánh là sử dụng cái số tiền đó để mua cho những đứa con của em Giang những món quà Noel trong cái dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Và ngày hôm nay thì cái tấm lòng của anh và cái sự cái những cái lời nhắn của anh đấy đến với gia đình của em Giang đấy thì Khánh đã thực hiện. Những món quà mà anh muốn trao gửi thì Khánh đã mua và một chút nữa thôi thì Khánh sẽ trao cái những cái tấm lòng của anh là những món quà cho các cháu trong cái dịp lễ Giáng sinh. Vâng ạ. Còn đây là tiền mặt 100 đô la Mỹ. Em xin được thay anh trao cái sự chia sẻ của anh đến cho gia đình của em Giang em nhé. Rồi. Tiếp nữa là một một mạnh thường quân có tên là Thi Nguyễn. Đây là một cái người mà Khánh có thể nói là rất là yêu mến. Bạn Thi Nguyễn đến từ Úc. Trong suốt thời gian vừa qua cũng rất là nhiều cái cuộc điện thoại, nhiều cái sự chia sẻ cùng với Khánh để đồng hành, để góp phần giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn mà Khánh đăng tải lên. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì bạn cũng có gửi về là 100 đô la Úc để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em nhé. Đây là tấm lòng của chị Thi Nguyễn. Rồi.
Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ California, vâng ạ, Mỹ. Đó là gia đình của chị Diệu Huyền, vâng ạ. Gia đình của chị Diệu Huyền đến từ California có gửi về để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang là 200 đô la Mỹ. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của gia đình chị Diệu Huyền rất là nhiều. Em nhé. Đây là tấm lòng của chị Diệu Huyền. Tiếp theo nữa là một tấm lòng của một người cô đến từ Mỹ. Và xin lỗi một chút để Khánh xác minh lại cái này một chút quý vị nhá. Bởi vì tên người gửi ấy là Tony Quốc Phạm, nhưng mà hình như đây là tên của con trai cô. Và cô có gọi điện về cho Khánh là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi một lần cô gọi điện thì cô cứ nói cái tên người gửi nó chưa đúng với cái biên lai mà Khánh nhận được. Và cái cuộc điện thoại cuối cùng thì cô nói là Quốc Phạm Tony. Thế nhưng mà trên cái biên lai mà Khánh ghi thì Khánh nhận được thì nó là Tony Quốc Phạm. Thì chắc là đây là tấm lòng của cô. Thì để Khánh xác minh lại cái số điện thoại của cô một chút nữa. Cả nhà thông cảm một chút để chờ Khánh một chút để Khánh xem cái cuộc điện thoại ngày hôm qua. Đây là tấm lòng của cô Mỹ. Khánh nhớ không nhầm là tấm lòng của cô Mỹ, bởi vì là cô có gọi điện cho Khánh mấy lần bảo là con trai của cô, hình như con trai của cô vậy. Thì đây là tấm lòng của cô Mỹ. Thôi được rồi, Khánh sẽ, đây là cái mảnh thường quân có tên là, trong cái giấy chuyển khoản về cho Khánh đấy, là Tony Quốc Phạm đấy, có gửi về là 200 đô la Mỹ. Và ngày hôm nay thì nhân tiện đây thì Khánh cũng đọc tên. Hả? Trong cái buổi ngày hôm nay thì Khánh cũng xin được thông báo là đây là khoản tiền mà có một mạnh thường quân trong cái bill chuyển khoản cho Khánh đấy, là Tony Quốc Phạm. Vâng ạ. Khánh sẽ lưu ý và tạm thời thì đọc tên ở đây, nhưng ngày hôm nay thì Khánh chưa trao cái số tiền này. Vâng ạ, và sau cái video này thì Khánh sẽ liên lạc lại với cái người mà đã liên lạc với Khánh trong mấy ngày vừa qua. Hình như Khánh nhớ không nhầm là cô Mỹ. Vâng, thì để Khánh xác minh lại cùng với cô Mỹ cái số tiền này. Và sau đó thì Khánh sẽ trao cho gia đình của em Giang sau. Em nhé. Rồi, ok em. Tiếp theo là một tấm lòng hảo tâm đến từ xã Cừ Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Anh có tên là Đông Văn Nguyễn, là tiếng chắc là tiếng nước ngoài đấy, Đông Văn Nguyễn. Còn tiếng Việt Nam chắc là Nguyễn Văn Đồng hay là Nguyễn Văn Đông gì đấy. Vâng ạ. Có chuyển vào cái tài khoản ngân hàng Vietcombank cho Khánh là 2.305.000 đồng. Có lẽ là 100 đô la Mỹ đấy, tương đương 100 đô la Mỹ để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Và ngày hôm nay thì tấm lòng của anh đã được Khánh trao tận tay cho gia đình em Giang, và cảm ơn tấm lòng của anh rất là nhiều. Em nhé. Rồi. Tiếp nữa là một mạnh thường quân có tên là Phạm Thị Mến ở Canada. Vâng ạ, có gửi về để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang là 150 đô la Canada. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của chị rất là nhiều. Rồi, tiếp theo nữa là một sự chia sẻ của một mạnh thường quân có tên là Thì Phương Phạm. Và tiếng Việt hay còn gọi là tên Việt Nam là Phạm Thị Phương đấy. Chị có gửi về là 100 euro để chia sẻ cùng với gia đình của em nhé. Cảm ơn tấm lòng của chị Phương rất là nhiều. Vâng ạ. Và tiếp theo nữa là một mạnh thường quân đến từ quê gốc ở Hà Nam, nhưng hiện nay đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô năm nay đã 72 tuổi rồi. Cô có tên là Trần Thị Nên. Và những ngày đầu tiên mà khi Khánh đăng tải lên cái video ấy, nói về cái hoàn cảnh của gia đình em Giang đấy, thì cô là một trong những người chuyển tiền về số tiền là 1.200.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Cảm ơn tấm lòng của cô Nên rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay cái sự chia sẻ của cô đã được Khánh trao đến cho gia đình của em Giang. Yeah. Rồi, tiếp nữa là một mạnh thường quân có tên là Nguyễn Như Trà Ly. Nguyễn Như Trà Ly quý vị ạ. Vâng,
Anh có tâm sự với Khánh rất là nhiều, và như những lần trước thì khi mà Khánh đến với cái hoàn cảnh của gia đình em Trần Thị Tân đấy, thì anh cũng có gửi về cái sự chia sẻ để giúp đỡ cho gia đình của nạn nhân Nguyễn Thảo Tuân. Và khi biết đến hoàn cảnh của anh Cao Huy Thành có vợ là Thái Thị Giang rất là vất vả, ngày hôm nay đang còn quá trẻ tuổi nuôi 4 đứa con rất là thơ dài với một cái khoản nợ rất lớn, cho nên anh cũng rất là thương xót với cái sự mất mát và khó khăn của em Giang. Cho nên là anh cũng có gửi về thông qua Khánh với số tiền là 3.480.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang em nhé. Là đây là tấm lòng của anh Nguyễn Như Trà Ly. Rồi, và tiếp theo đó là tấm lòng của cô Trần Thị Lai ở 982 Bà Trưng, thành phố Nam Định, có gửi về là 500.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang em nhé. Thì đây là tấm lòng của cô Trần Thị Lai. Đấy, anh gửi nhé. Rồi. Tiếp theo đó là tấm lòng của anh Vũ Lê Ngọc ở Bình Thuận, có gửi về cho gia đình của em Giang, chia sẻ sự khó khăn cùng với gia đình em là 200.000 đồng. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của anh Vũ Lê Ngọc rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh. À. Và tiếp nữa là tấm lòng của một mạnh thường quân nữa. Một mạnh thường quân này là có tên là Thị Phiêu Tiêu. Đó. Hay còn gọi là, có lẽ là tiếng Việt Nam là Tiêu Thị Phiếu hay Tiêu Thị Phiêu gì đấy. Thì đây là một mạnh thường quân mà chuyển tiền về cho Khánh thông qua cái ví điện tử PayPal. Đó, cái ví điện tử PayPal. Đây. Mạnh thường quân này có gửi về cho Khánh, mạnh thường quân này đến từ Úc và có gửi về cho Khánh thông qua cái ví điện tử PayPal là 150 đô la Úc. Vâng ạ. Và khi mà Khánh quy đổi ra, chuyển đổi ra tiền Việt Nam đồng ấy thì nó trừ phí và số tiền nhận được đó là 2.190.000 đồng. Vâng ạ. Và đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân có tên là Thị Phiêu Tiêu. Vì là anh chị viết không có dấu cho nên là Khánh đọc nó cũng không được, là nó không được cho đúng lắm, thì không biết là nó có sự sai sót, thì cũng mong nếu giả sử có sự sai sót thì cũng rất là mong anh chị thông cảm. Và cái điều quan trọng đó là tấm lòng của anh chị đã được Khánh trao trọn vẹn đến cho gia đình em Giang, là cái hoàn cảnh mà anh chị rất mong muốn được giúp đỡ. Vâng ạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Và cuối cùng trong cái buổi chiều ngày hôm nay đó là một mạnh thường quân đến từ quê hương Nghệ An chúng ta. Chị có tên là Phan Thị Phúc, đến từ xóm 3 Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An. Vâng ạ. Chị có gửi về là 500.000 đồng để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của em Giang. Thì đây là tấm lòng của chị Phúc. Cảm ơn chị Phúc rất là nhiều. Vâng. Đấy, chị Phúc em nhé. Thì vừa rồi quý vị chúng ta đã được theo dõi, đã được lắng nghe, đã được biết đến những cái tấm lòng hảo tâm của các cô chú anh chị ở trong nước và nước ngoài. Trong những ngày vừa qua đã có những sự chia sẻ rất lớn về mặt tình cảm, đã có sự đóng góp rất nhiều về mặt tài chính để góp phần giúp đỡ cho gia đình của em Thái Thị Giang, phần nào đó để trả bớt một cái khoản nợ rất lớn là 500 triệu đồng và động viên em kịp thời trong cái giai đoạn mà trong cái lúc mà đang rất là đau buồn, rất là hoang mang như thế này. Vâng ạ. Và với vai trò là một cái người cầu nối để kết nối toàn thể quý cô chú anh chị là những người đang có những cái tấm lòng hảo tâm để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thông qua cái kênh YouTube của Khánh đấy, thì Khánh cũng rất là cảm ơn toàn thể cô chú anh chị rất là nhiều, kể cả những người chưa có những sự đóng góp về mặt tài chính để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, với những cái sự theo dõi của cô chú anh chị, với những cái sự đồng cảm mà cô chú anh chị mỗi một lần mà theo dõi cái video mà Khánh đăng tải lên. Cô chú anh chị là Khánh đã rất là cảm ơn rồi. Vâng ạ. Và ngày hôm nay nếu giả sử cô chú anh chị chúng ta chưa có những sự đóng góp, và cô chú anh chị chúng ta nếu chúng ta có lòng để giúp đỡ cho gia đình của em Thái Thị Giang nói riêng hay nhiều hoàn cảnh khác nói chung đang rất là khó khăn nữa, thì Khánh cũng rất là mong muốn cô chú anh chị chúng ta có thể đồng hành cùng với Khánh bằng cách đó là chúng ta hãy chia sẻ cái video này đến với rất là nhiều người xung quanh chúng ta, đúng không? Bằng cách chúng ta có thể đăng lên những trang cá nhân của mình thông qua Facebook, thông qua Zalo hoặc là nhiều cái nhóm để chúng ta có thể là giúp và lan tỏa những cái thông tin về những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là một cái nghĩa cử rất là đẹp, đó cũng là một cái hành động rất là tuyệt vời để
gián tiếp giúp cho những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được giúp đỡ nhiều hơn ạ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Với những cô chú anh chị chúng ta đã có những tấm lòng thông qua Khánh để trao gửi đến cho gia đình của em Giang, thì Khánh cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã đặt một cái niềm tin tuyệt đối đối với cá nhân Khánh, để cùng với cô chú anh chị chúng ta biết đến những hoàn cảnh khó khăn và chúng ta trao gửi tận tay những cái tấm lòng của cô chú một cách an toàn đến cho những cái hoàn cảnh mà đang rất mong muốn được giúp đỡ. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì với những tấm lòng cô chú đã gửi về, Khánh đã trao. Tuy nhiên thì cũng có một số quý vị, có một số cô chú anh chị chúng ta đã gửi về nhưng mà Khánh chưa cập nhật kịp thời. Có nghĩa là danh sách thì Khánh đã có rồi, nhưng mà các bạn cũng chưa in kịp thời những cái bảng tên để tri ân những tấm lòng của cô chú anh chị. Cho nên là tạm thời trong cái buổi chiều ngày hôm nay Khánh chưa đọc tên ở đây, chưa trao gửi tấm lòng cô chú ở đây, và Khánh sẽ trao gửi ở một cái buổi tiếp theo ạ. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Và cũng qua đây một lần nữa, Khánh cũng như những lần ghi hình trước đây, Khánh thường hay nói đó là nếu giả sử cô chú anh chị chúng ta theo dõi video này mà nếu chúng ta phát hiện ra có một cái sự nhầm lẫn, có một sự sai sót nào đó về cái khoản hỗ trợ của cô chú anh chị dành cho gia đình em Thái Thị Giang nói riêng hay những hoàn cảnh khác nói chung mà cô chú chúng ta thấy sai sót, thì Khánh rất là mong muốn được cô chú anh chị chúng ta phản hồi lại với Khánh thật kịp thời. Nếu giả sử chưa có, Khánh sẽ bổ sung. Nếu giả sử có những sự nhầm lẫn thì Khánh cùng với gia đình sẽ khắc phục để làm sao tất cả những tấm lòng của cô chú sẽ được tròn vẹn trao gửi đến cho gia đình của em Giang cũng như là nhiều cái hoàn cảnh khác ạ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì trong cái buổi ghi hình này, trong cái ngày mà Khánh trao những cái tấm lòng của cô chú đến cho gia đình của em Giang với cái sự giúp đỡ rất là lớn về mặt tinh thần, đặc biệt đó là về mặt vật chất, gia đình cũng chưa bao giờ nghĩ đến rằng là sẽ có một cái sự giúp đỡ lớn như thế, ngoài những thành viên trong gia đình, ngoài những anh em ruột thịt và ngoài những bà con hàng xóm. Ngày hôm nay các cô chú anh chị đều là những người mà gần như không hề quen biết đến với gia đình em Giang mà đã có những tấm lòng rất lớn để gửi về cho gia đình em Giang như thế. Cho nên là bản thân em Giang và những người thân trong gia đình rất là cảm động trước cái sự chia sẻ rất là lớn của các cô chú anh chị. Chính vì thế thì cá nhân em Giang cũng có những cái tình cảm, có cái lòng biết ơn rất lớn đối với tất cả cô chú anh chị. Và chính vì thế thì em Giang cũng có đôi lời thông qua đây cũng mong muốn được cảm ơn các cô chú anh chị là những người mà đã có những sự chia sẻ với gia đình của em Giang. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn các mạnh thường quân, anh chị, các cô chú đã giúp đỡ gia đình em xin cảm ơn anh Khánh và anh Dũng là người đã cầu nối để lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia của các mạnh thường quân và các anh chị cô dì chú bác đến với gia đình em. Xin cảm ơn. Rất là mộc mạc với một cái con người được sinh ra và lớn lên ở quê, một cái vùng quê nghèo ở Nghệ An, thì cô chú anh chị cũng biết đấy, người dân ở đây người ta rất là mộc mạc, và bản thân em Thái Thị Giang cũng vậy. Mặc dù trong bản thân em Giang, trong suy nghĩ, trong tấm lòng của em Giang rất biết ơn đến tất cả những tấm lòng của cô chú anh chị, rất mong muốn nói lên những cái điều tốt đẹp nhất để tri ân, cảm ơn sâu sắc đến cái sự chia sẻ của cô chú anh chị rất là nhiều. Tuy nhiên thì em Giang rất là xúc động và chị biết rằng là những cái tấm lòng, những cái sự tri ân đó, những cái lời biết ơn đó bằng những dòng nước mắt rất là dài. Và một lần nữa thì xin được thay mặt cho em Giang, thay mặt cho gia đình của em Thái Thị Giang được cảm ơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cô chú anh chị đã có những sự chia sẻ cùng với gia đình của em Giang ạ. Vâng ạ. Và Khánh biết rằng tất cả những tấm lòng cô chú anh chị là rất lớn, sự chia sẻ của cô chú anh chị là rất nhiều. Tuy nhiên thì cho đến tại bây giờ cái khoản nợ mà gia đình em Giang cũng đang còn với một người đang quá trẻ tuổi, đang phải nuôi 4 đứa con nhỏ và chưa có thể đi làm được để kiếm tiền, cho nên là cái sự khó khăn còn chồng chất. Cho nên là thông qua đây thì một lần nữa cũng rất là mong muốn các cô chú anh chị chúng ta hãy mở lòng từ bi, chúng ta hãy lan tỏa đến cho nhiều cái người hơn nữa biết hơn nữa về cái hoàn cảnh của em Giang, để mong muốn có được nhiều cái sự giúp đỡ hơn nữa để giúp cho em Giang có thể trả được cái khoản nợ rất lớn ở ngân hàng, để giúp cho mẹ con em Giang có được cái ngôi nhà để ở, để có thể là cùng nhau nương tựa, để sống
để tiếp tục để nuôi dưỡng những đứa con của em Giang trưởng thành. Vâng ạ, cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Và một lần nữa thì bản thân Khánh rất mong muốn được trở thành một cái cầu nối tiếp theo, một cái cầu nối vững chắc để cùng với toàn thể cô chú anh chị chúng ta có những tấm lòng trao gửi đến để giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Thái Thị Giang ạ, cũng như hoàn cảnh tiếp theo ạ. Vâng ạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.